Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 tại Brazil không đưa ra được tuyên bố chung. Nước chủ nhà Brazil cho biết cuộc họp đầu tiên trong năm của các bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc trong ngày 29 tháng 2 mà không ra được tuyên bố chung vì các thành viên bị chia rẽ có liên quan tới các cuộc xung đột địa chính trị hiện nay. Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad trả lời họp báo không thể đạt được tuyên bố cuối cùng. Như thường lệ, sự bế tắc là do các cuộc xung đột đang diễn ra. Nước chủ nhà Brazil cho biết các bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về các cuộc chiến tranh, xung đột và khủng hoảng nhân đạo hiện nay, và trong đó nổi bật là tình hình tại Ukraine và dải Gaza. Chủ tịch G20 Brazil lưu ý rằng cuộc họp này không phải là diễn đàn thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề địa chính trị và đồng thời đề xuất rằng những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận trong các diễn đàn và các cuộc họp có liên quan. Bản tin kế tiếp cho biết an ninh đã được thắt chặt tại chỗ tổ chức lễ tang lễ cho nhà đối lập Navalny. Thưa quý vị, hàng ngàn người ủng hộ nhà đối lập Nga ông Alexei Navalny vào ngày hôm nay 1 tháng 3 đã đến dự tang lễ của ông tại một nhà thờ ở tại thủ đô Moscow. Trước đó, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin, đó là ông Dmitry Peskov, đã cảnh báo là một cuộc tập hợp trái phép nhân tang lễ sẽ bị trừng trị. Ông Peskov cũng khẳng định là không có gì để nói với gia đình của Navalny. Bên trong nhà thờ, theo lời của một số nhân chứng, thì việc quay phim và gửi âm đều bị cấm. Từ hai ngày qua, camera đã được lắp đặt ở một cột đèn đường ở tại khu vực xung quanh nhà thờ, xung quanh nghĩa trang và trên đoạn đường vài km ở giữa hai nơi. Mọi người cũng nhìn thấy có rất nhiều hàng rào mới được dựng lên, nhiều chiếc xe mà đương nhiên không phải là của công ty mai táng hay là của gia đình của ông Navalny. Thị trưởng Nhật Bản từ chức sau 99 cáo buộc quấy rối tình dục. Thị trưởng 74 tuổi tại vùng Gifu miền Trung Nhật Bản đã thông báo từ chức sau khi đối mặt 99 cáo buộc quấy rối tình dục nơi công sở. Hideo Kojima, người đứng đầu thị trấn Gainan ở vùng Gifu, trở thành tâm điểm chú ý sau khi một ủy ban độc lập ngày 27 tháng 2 công bố báo cáo liệt kê 99 hành vi quấy rối tình dục của người này, trong đó có việc sờ soạng vùng ngực và mông của nữ nhân viên. Ông Kojima ngày 29 tháng 2 thông báo sẽ nghỉ việc từ ngày 5 tháng 3. Trước đó một ngày, ông mở họp báo và khóc trước các phóng viên, kể lại chuyện mình đã bị anh trai mắng. Ông Kojima phủ nhận một số cáo buộc được nêu trong báo cáo và trong đó nói rằng ông từng ôm các nhân viên nữ và bị nhiều người nhìn thấy. Thưa quý vị, vào tối hôm thứ Năm hôm qua, thì Thượng viện của Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời và gửi đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden để mà ký. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 77 phiếu thuận, 13 phiếu chống vào tối thứ Năm sau khi mà 4 sửa đổi của đảng Cộng hòa bị bác. Trước đó, Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua những gì là dự luật chi tiêu tạm thời thứ tư của năm tài khoá 2024 trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ là 320 phiếu thuận, 99 phiếu chống. Dự luật này được đưa ra sau một cuộc tranh luận ngắn gọn nhưng gây tranh cãi ở tại Hạ viện. Một lần nữa, cho thấy sự chia rẽ giữa các phe ôn hòa và phe bảo tồn truyền thống hơn trong hội nghị đảng Cộng hòa. Nước súc miệng Heritage Store bị thu hồi vì có thể làm ngộ độc trẻ em. Nước súc miệng Heritage Store bị thu hồi khắp Hoa Kỳ vì có thể làm ngộ độc trẻ em. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng CPSC đã loan báo vào thứ Năm 29 tháng 2. Sản phẩm Heritage Store Hydrogen Peroxide Mouthwash bị thu hồi vì bao bì thiếu biện pháp đề phòng trẻ em, vốn là quy định bắt buộc đối với sản phẩm chứa ethanol ở mức nào đó. CPSC khuyến cáo người tiêu dùng lập tức cất sản phẩm này xa tầm tay và tầm mắt của trẻ em. Công ty ở Utah sản xuất ra nước súc miệng này đang liên lạc với tất cả khách hàng để trả lại tiền hoặc đổi sản phẩm khác. Trường tiểu học Alabama phải đóng cửa do bệnh đường tiêu hóa lan khắp trường. Thưa quý vị, một trường học ở tại Alabama phải đóng cửa hôm thứ Năm 29 tháng 2 sau khi gần 800 học sinh nghỉ học do bùng lên một cái bệnh đường tiêu hóa. Sự việc đang được giới chức của y tế công điều tra. Hôm thứ Ba 29 thì học sinh đã phải nghỉ học tại trường tiểu học có tên là Fairhope West theo đài địa phương. Một đêm trôi qua thì con số tăng vọt lên hàng trăm, kèm theo đó là một nửa số nhân viên của trường cũng vắng mặt vào thứ Tư. Không phải toàn bộ 773 học sinh và 50 viên chức vắng mặt hôm thứ Tư vì bị bệnh. Phát ngôn viên có tên là Jesse Riddick thuộc trường công lập quận Baldwin nói với lại báo chí, mà là vì cha mẹ học sinh được loan báo rằng các em sẽ được miễn ghi nhận nghỉ học nếu cha mẹ quyết định giữ con mình ở nhà do bệnh đang lây lan cả trường.
Trump và Biden đã đấu khẩu về việc nhập cư tại biên giới với Mexico. Ngày hôm qua 29 tháng 2, thì hai ứng cử viên chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden có mặt lần lượt ở Eagle Pass và Brownsville, hai thành phố Texas sát biên giới với Mexico. Hai ông đã có những tuyên bố thể hiện quan điểm đối lập về nhập cư, một chủ đề nóng bỏng vào lúc chiến dịch tranh cử Tổng thống bước vào giai đoạn quan trọng. Thành phố Eagle Pass là biểu tượng của tranh chấp giữa chính quyền liên quan, liên bang và đảng Cộng Hòa. Thống đốc Texas lắp đặt rất nhiều phao gắn dao cạo râu sắc để ngăn chặn di dân vượt sông Rio Grande. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng đây là cuộc xâm lược của Joe Biden.